打 ，no， 旁边是黑色的 ，no， holy shit， 俺干么太疼，八疼喽。OK, hello, xin chào mọi người, mình là Kè. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Black Hole Rescue Mission. Thì trong game này mình sẽ gia nhập vô lực lượng giải cứu ở rescue là giải cứu. Thì OK, thì nói chung là sau khi hồi hộp được trước mình là luyện tập cực khổ trong cái khu quân sự rồi, thì bây giờ là mình được tuyển chọn vô trong này. Bây giờ trong đây nhiệm vụ của mình sẽ là đi giết zombie và giết những bọn phản động ở một cái kẻ địch phản động, nó đâu ở nằm cuối cuối bên kia kìa. Nhưng mà bây giờ mình mới pirate hình như là cấp thấp lắm, cấp này cực kỳ cấp này cực kỳ thấp luôn. Mà OK, nói chung bây giờ mình sẽ mang súng vô trước đã. Sai là cái nòng nhắm nè, nòng nhắm mới vô thì mình cũng đâu được cái nòng nhắm nào ngon đâu. Rồi creep nữa chứ, phải đủ thứ luôn, kinh thật. Đây weapon. À, mình sẽ chọn súng nào ha, chắc mới vô mình cũng chả có súng nào ngon đâu nhỉ. Ủa có Ska. Ở đậu phẩm Ska là cái súng mặc định của nó mới ghê chứ. Vai chương creep nè. Creep là hồi nãy là mình xử lý rồi. Silent compensator là chống rung nè. Flash hider là không có phát ra tia nè. Thôi nói chung là cũng có nhiều đó thì chứ có khác cái nào khác đâu trời. Nói chung là mấy cái này mình sẽ mang vô hết. Ấy uniform hả? Uniform thì không biết có gì mới không? Không, uniform thì chưa có gì mới cả. Equip thì mình đổi vải trưởng đổi mặt được luôn nè, đổi sang kiểu khác cho nó ngầu một cái. Pilot là phi công. Phi công bự quá không hợp. Chạy đậu không phi công không được, nhưng quất nguyên cái thôi. Mình thấy thà đổi nó phi công đẹp hơn á. Uniform thì có mỗi cái sát này là hết rồi, face, helmet, hair nữa chứ. Bây giờ mang cái này vô sao thấy hair nổi trời. Thôi có chứ là không nên. Có chứ là không nên, bắt thì cũng ok, cũng có luôn rồi, không còn gì hot cả. Skin là da màu nè, màu da nè. Bây giờ là mình sẽ chắc lấy màu này đi, ít ra mình thích màu này hơn. OK, và bây giờ là mình sẽ đi thôi. Hiện tại giờ mình đang có ở bên này là ủa cái súng ở đâu? Man, cha mất cái súng rồi. Đâu phải không? Nó thiếu cái số 1 mới ghê chứ. Weapon nè, rip nè, equip nè. Ôi giời, rất là thiếu gì không thiếu, thiếu ngay cái súng ghê chứ. Đấy. Trời ơi, bắn nghe tiếng cọ cọ sướng chứ. Rồi. Bỏ một chiếc rip ra thôi. OK. Trời, xe gì khủng thế. Wow. Máy bay siêu khủng luôn. Sướng. Ê, sao hai thanh niên này ngồi đây giống như đang phê cần vậy? Thì cần chứ, đến nhau đi bắn nhau hay là đi hút cần gì? Trời, ông nội gì cũng dành chỗ của tôi được, cũng hay lắm á. Thiệt luôn. OK, máy bay sắp bay rồi. No, mình phải kiếm cái chỗ nào gần bên ngoài này mình ngồi. Thấy ít ra cũng ngắm được phong cảnh thấy không? OK, ủa sao chưa bay nữa? Vãi thứ, mình tưởng nó bay chứ đằng này nó chưa bay luôn. Nani? Ủa sao nó không chịu bay lên nhờ? Thôi chắc trong thời gian này mình sẽ đi xung quanh đây để mình coi thử coi. Wow, như thật phải không? Ê, cái gì? Có cả hồi nó có nó đo được góc độ luôn kìa. Bay chứ. Cánh quạt thì quay mà nó không có, nó còn không chịu bay nữa chứ. Ủa vậy bây giờ hai đứa ngồi đây, đứa nào làm? Ê, bay chứ. Rớt rồi. No. Trời ơi là trời, nó ngồi chi mà đông dữ vậy. OK. Rồi, hay quá, đóng cửa rồi, yes. Bây giờ là mình sẽ đi giải cứu thôi. Bây giờ không biết là mấy thanh niên này chở mình đi đâu nữa. Rồi, ngồi lên cái xe, cái máy bay đúng bự luôn. Wow. Bự thiệt chứ.
Ồ, ở kia có một cái thành phố, ở kia có một cái bến cảng. Nói chung là hình như là chỉ có mỗi hai cái chỗ này thôi, còn lại là không còn chỗ nào khác nữa. Chắc có vẻ như là mình sẽ phải đi xuống như này thôi. Wow, công nhận máy bay đẹp bự nữa, đẹp mà còn bự nữa chứ, không tin nổi luôn. Ok, ơi, nhảy được rồi nè. Yeah, ủa có chạy xuống đâu? Đâu không? Rồi phím G. Ôi giời. Holy shit. Đâu phải mất máu rồi gái ơi. Ê, tên chứ chơi gì kỳ cục vậy? Rồi xuống gì đi gì? Biết vậy chừng nào mới xuống. Đậu phộng. Giờ đứa nào cũng nhảy dù mà đứa nào cũng xuống chậm hết như không rồi. Đứa nào bắn mình thì trời mình không biết luôn á. Ô zombie nè, vãi zombie nè, zombie dưới đất nè mọi người. Bắn không trúng luôn cái ghê chứ. Ô zombie gì hay vậy? No. Trời đậu phộng đứa nào bắn mình chết đi. Rồi xong quân phản động nằm dưới kìa. Trời ghê thiệt chứ. Bắn bắn mình chết luôn. Mình trong khi mình chưa kịp làm gì luôn, mình chưa bao giờ mình thấy mà nhảy dù mà nó lâu bà cố vậy, thiệt luôn á chứ. Phải có reset nhân vật cho lẹ nè. Quế rồi, bây giờ mình chạy xe ra. Bây giờ ở đây có địch mình phải lên trên này mới được. Ok, ra lấy xe cái rồi tính tiếp. Nãy giờ chưa bắn được đứa nào, bắn được đúng một con zombie hết. Không cần luôn. Ok, đi luôn. Ủa gì đây? Hai thứ hai đứa hai. Ủa. Ghê vậy? Trời cấp bậc gì cao vậy? Oh man. Rồi rồi rồi, rồi bây giờ mình sẽ đi. Nói chung là cái cấp bậc của mình nó sẽ nằm ở phía trên này nè. Đó, Pirate Private chứ lộn. Đọc là đọc lộn, thành Pirate là cái biển. Công nhận trời sáng trời tối gì nó cũng âm mưu như nhau đó, không có gì khác biệt. Xe này yếu lắm nha mọi người, xe này yếu lắm nên là không khuyến cáo là không nên đi đường núi. Chỉ là đi trên những cái đường bê tông như thế này là ở đường nhựa như thế này là đi đường nè, còn đi đường núi là xác định là chưa kịp lên cái nơi đã tụt lại rồi. Xe này trời ơi trời, có thui luôn. Đạo phòng gì sao thấy đường trời. Ok, đại zombie đây, zombie nè. Ê, 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 trời đất ơi, đậu phong mất hết một nửa cái máu của tôi rồi. Thiệt tình. Nói chung là trong game này là mình bắn ngay đầu nó được, mình bắn ngay đầu nó là nó sẽ chết rất là nhanh. Ở zombie nè, zombie mình như người thường nhá. Mà đã gì cái mặt còn hãm tài nữa chứ muốn muốn khinh thường người khác. Cái thứ gì á. Mới được có 60 kinh nghiệm thôi. Bây giờ mình phải hồi nãy là nó xuất hiện ở đây nhiều nè, đó bây giờ mình sẽ đi vô chỗ này. Có ai bắn? Ủa đâu ra vậy? Ôi đứa nào đây? Ủa không phải người thường. Ủa bồ mình hả? Sao hai thanh niên này bơi nãy giờ không xuống nổi luôn á. Đứng chở đứng hoài luôn. Tuyệt tình. Ok, đây là cái tòa nhà, chắc là mình phải rescue, mình phải giải cứu trong cái tòa nhà này. Đã gì vô đây còn có thui nữa chứ. Ok. Bây giờ đây mình có một cái ghi, nhưng mà 1.000 kinh nghiệm mình mới có thể sử dụng được cái M67 này được. Còn lại bây giờ là mình không xài được. Đau vậy chứ. Không biết chừng nào mới lên được nữa. Làm đội giải cứu, vô biệt đội giải cứu, tham gia biệt đội giải cứu gì đâu mà thấy toàn chết lên chết xuống không. Ủa nó bắn ai bắn hoài. Bọn địch tới rồi, bọn địch tới rồi. Trời đất ơi, nó lợi dụng lúc mình đi lên đây mình hồi máu nó xuất hiện là quá đáng gì chứ. Ôi thanh niên này cần cứu. Trời có cứu người luôn, cứu đồng bội luôn, cứu đồng đội luôn. Ghê thiệt. Mày ui giết men này được 50. Ui 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 ui. Mày à, bữa ta được hình mình đã được đào tạo bài bản nên là mình không có sợ, mình không ngán mấy thằng này. Cứ bắn ngay đầu nó là nó chết. Đấy, trời ơi, easy không? Mày à, bữa rồi xong hết máu luôn rồi. Không biết còn đứa nào không nữa. À không, mình còn có hơn một nửa cái máu lượng nên không có sợ. Ấy, ủa gì kỳ vậy? Oh man,
trời đất ơi, đặt bom như đúng rồi ấy. Vãi đợt hết đạn rồi, bơm bơm gà đạn cái trời, bắn chưa gì được 260 máu là cũng ngon rồi. Đợi xíu bây giờ là mình sẽ hồi à không, mình có mấy kit ở đây nhưng mà mình nghĩ tốt nhất là mình nên lên trên để mình hồi máu đi, chứ mình không nên đứng đây. Trời bắt đầu nó có thui luôn mà không thấy đường để mà đi luôn đó. Bây giờ mình phải đứng đợi ở trên này để mà khi tụi nó tới là mình còn bảo vệ được cái khu này. Bây giờ khu này là toàn bơm với súng lục, khu này toàn vũ khí không, nên là cũng hiểu được lý do tại sao mà nó xuất hiện ở đây rồi. Ok, đặt bơm xong rồi đó, bây giờ là đợi bơm nổ cái là tính tiếp. Ủa trời, nhớ hồi máu rồi mà rốt cuộc buồn thiệt chứ, hồi máu luôn rồi đó mà nó không được gì trơn, quá đáng. Ok, nói chung là xài được cái mic kit rồi đó, bây giờ là lấy nó xuất hiện rồi, nó xuất hiện rồi. Where? No, không ai đây. Ê, hú hồn. Ui, có thằng ngoài này, chết rồi. Nó bắn mồm mình chết rồi. Ê, cái gì vậy? What? Holy shit. Đông vậy, cứu gái ơi, cứu, có người kia. Rồi, xong. Hai thằng về thành luôn. Không tin luôn, quất cho hai thằng về thành dưới xuống. Anh đai rồi, khổ, muốn sụp bó mà tôi cũng đai rồi, sụp kiểu gì không biết nữa. Phải cẩn thận lại mới được, bây giờ tụi nó đứng đông quá không làm ăn được gì luôn á. Ok, bây giờ là mình sẽ ngồi trực thăng. Có thể ngồi ghế trước ghế sau luôn, nhưng mà thôi mới kệ, mình ngồi ghế sau được rồi, mình không thích ngồi ghế trước. Ngồi ghế này cho nó sướng nè. Ok, chuẩn bị bay lên thôi. Hết chỗ rồi em ơi, trời ơi, một xe, một cái máy bay. Ê, bên này đằng sau này có thêm hai thằng mà không chịu ngồi. Đùa thiệt chứ. Một chỗ được hai chỗ ngồi. Trời, sau lưng còn chỗ không ai ngồi luôn, vãi chưa. Oh my god. Nó có thể leo lên được trực thăng nó ngồi luôn. Thật là hư cấu. Hư cấu dễ sợ luôn. Wow, nhìn ngầu đi chứ, bây giờ mình cầm súng ra là không đúng ngầu. Ủa quên rồi, tôi bên này mà phải bên kia đâu. Ê, đó, bọn này nó rất là đông và nguy hiểm. Ok, tập trận xuống dưới bắn nhau. Let's go. Mình nghĩ ở khu này là nó sẽ có một thằng, có một vài thằng. Mày bữa yes. Wait, ở đâu vậy? Cái gì vậy gái, làm hết hồn à. Wait. Ủa người hả? Trời đất ơi, người mà cử nữa nào. Wait, có đứa chết mà không ai cứu trời. Rồi xong nó nằm luôn rồi. Vãi đợt. Rồi đất ơi, mình nhớ là đâu có đứa nào giết mình đâu mà sao tự nhiên mình bị mất máu luôn. Không, nói chung có nhất bây giờ mình nên đi vô trong này đi. Ở ngoài này nguy hiểm quá. Nói chung là nên thủ trong này cho sướng hơn ấy. Equip nè. Ok, lên bơm máu cái rồi tính tiếp. Mình nghĩ là tụi nó cũng chuẩn bị tới giờ đó. Bữa có này là tụi nó dễ tập kích hơn là bên ngoài buổi sáng á. Ôi, máu đầy luôn rồi. Ok, let's go, đi thôi. Nấp trước rồi kính tiếp. Bây giờ tụi nó sẽ là, đầu tiên á là tụi nó sẽ nhảy dù. Chứ không phải là tụi nó đi đường bộ hay là cái gì đâu. Tụi nó nhảy dù cái trên, nhảy dù xuống nè. Mà không hiểu sao tụi này nó nhảy dù nhanh ghê luôn á. Mình nhảy dù thấy bà còn không chịu rớt nữa mà. Mình nghĩ là mình nên đứng đây đi. Đứng đây cho nó ăn, đứng đây cho nó chắc ăn nè, để mà tụi nó tới á là tụi nó sẽ đi qua cái cổng này trước nè, đó. Tụi nó không có nhảy vô đây liền đâu, tụi nó sẽ nhảy ra ngoài, sau đó tụi nó đi bộ vô trong cổng này. Hai cổng lận, cổng nhảy bên này một cái rồi nhảy bên này một cái nè, đó. Nên là bây giờ mình phải để ý, mình phải canh. Ai biết được nó tới lúc nào.
Mình có flare này, chắc mình sẽ xài flare đi. Đấy, trời đậu phộng chọn chi xa vậy? Cũng như không. Chọn flare mà chọn xa như quỷ thì cần chứ chọn cứu đâu ra cái màu khói màu đỏ nè, trời đất ơi. Cạn lời đi chứ. Ui ui ui, nó tới hả? Thì không bị. Chưa, bọn này chưa tới đâu, nhưng mà bọn này nó mà tới là mấy thanh niên này chết chắc luôn. Tại vì nó bắn rác như quỷ vậy đó, sao mình bắn được? Mình nghĩ là nên nấp trước đi. Đó, đâu phòng nó xuất hiện rồi kìa. No, holy shit, ăn cám hết hai thằng, ba thằng luôn. Ok, thì mình sẽ xây dựng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thích video này, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video nữa nha. Bye bye.